hai thanh niên đang đá xe thì bị tóm gọn. Màn song phi bay quá đẹp. Hả? Mày không hớt được bao con trai. Rồi rồi, mày xong rồi. Như trong đoạn video chúng ta có thể thấy, thì thanh niên đã bị màn song kiếm hợp bích tóm gọn và đã nằm dưới đất. Còn một tên thì đã bỏ chạy. Đây cũng là cái kết viên mãn dành cho những kẻ lười biếng không làm mà muốn có ăn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh để xem những tin tức hấp dẫn nhé.